32%, VIB 29%, HD Bank 32%, TP Bank 26%. Hầu hết các ngân hàng này đều có mảng kinh doanh tín dụng bán lẻ hoặc tiêu dùng khá lớn trong cơ cấu tín dụng. Một ví dụ là trường hợp của Vietinbank. Báo cáo của công ty chứng khoán SSI cho thấy lợi nhuận trước thuế của Vietinbank trong quý 2 tăng 106% so với cùng kỳ, cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết, bất chấp thu nhập lãi giảm đáng kể do cắt giảm lãi suất cho vay. Cũng theo SSI, động lực tăng mạnh lợi nhuận đến từ thu nhập ngoài lãi, tăng 27,1%, trong khi chi phí được quản lý tốt, giảm 9,3%, đặc biệt là chi phí dự phòng giảm 46,7%. Tuy nhiên, do làn sóng COVID-19 lần 2 quay trở lại vào tháng 7, lợi nhuận trước thuế nửa cuối năm nay của Vietinbank được dự báo sẽ giảm 50,4%, trong khi hệ số NIM giảm thêm 20 điểm cơ bản do tác động của việc miễn và giảm lãi suất kéo dài trong cả hai quý tiếp theo. Theo báo cáo của SSI, chúng tôi cho rằng tác động của dịch COVID-19 đối với chất lượng tín dụng, đồng nghĩa với việc tác động đến lợi nhuận của ngành ngân hàng tại Việt Nam sẽ có độ trễ nhất định, như đợt khủng hoảng năm 2008. Chúng tôi theo dõi chi phí dự phòng có độ trễ khoảng 4 quý, và cả việc thông qua cơ chế trái phiếu đặc biệt VAMC mà hiện phần lớn các ngân hàng đã giải quyết xong nhưng có ngân hàng vẫn còn phân bổ đến tận năm vừa qua, báo cáo của Fingroup nhận định. Vì vậy, theo Fingroup, dư địa tăng trưởng trong các năm tới sẽ phụ thuộc vào chính sách trích lập chi phí dự phòng và chính sách hạch toán của các ngân hàng. Chúng ta chưa nhìn thấy hết ảnh hưởng, bởi chưa biết bao giờ khủng hoảng này kết thúc. Hiện tại vẫn là quá sớm để nói về điều gì trong tương lai, ông Nguyễn Đức Vinh, CEO VPBank, phát biểu tại diễn đàn Từ Sống Sót đến Thịnh Vượng ngày 20 tháng 8. Tại buổi tọa đàm cơ hội đầu tư trong vòng xoáy bất định diễn ra mới đây, ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng khả năng phục hồi kinh tế trong năm 2021 là rất cao. Từ quý 2 năm 2021 nền kinh tế có thể phục hồi. Tuy nhiên, bên cạnh điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát và có vaccine, một điều quan trọng không kém là hệ thống ngân hàng vẫn phải đứng vững, tức vượt qua nợ xấu như đã nói ở trên. Cũng có nhiều chuyên gia thừa nhận nợ xấu đang có nguy cơ quay trở lại mạnh hơn khi COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo ông Thành, vấn đề nằm ở chỗ dù nợ xấu có tăng lên nhưng thanh khoản vẫn duy trì ổn định thì mọi thứ vẫn được kiểm soát. Tỷ phú Bill Gates, đại dịch kéo lùi tiến độ phát triển của thế giới tới 2 thập kỷ chuỗi thảm họa liên tiếp cũng là khái niệm phù hợp để mô tả COVID-19. Theo ông Bill Gates, chúng ta đã thụt lùi khoảng 25 năm, sẽ có nhiều người chết vì các nguy cơ gián tiếp hơn là tác động trực tiếp của virus. Gia đình ông Gates cũng nhắc tới đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Căn bệnh gây ra một chuỗi thảm họa liên tiếp. Khi đại dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, câu hỏi đặt ra là thế giới của chúng ta sẽ trông như thế nào sau khi chúng ta giành được chiến thắng trước virus. Theo ông Bill Gates, chỉ hợp tác quốc tế mới có thể ngăn chặn tác động tồi tệ nhất của COVID-19. Ông Bill Gates cho rằng, không có cái gọi là giải pháp cấp quốc gia cho một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Tất cả các nước phải làm việc cùng nhau nhằm chấm dứt đại dịch và bắt đầu xây dựng lại nền kinh tế. Chúng ta càng mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó, càng mất nhiều thời gian và chi phí để vực trở lại. Hiện, công tác lập kế hoạch và ứng phó với đại dịch của các quốc gia có sự khác biệt. Cụ thể, Thụy Điển không thực hiện giãn cách xã hội, điều này có thể khiến công dân nước này đạt miễn dịch cộng đồng. Tại Mỹ, công sức bỏ ra để tìm kiếm phát triển vaccine với mức đầu tư hời hợt cho công tác xét nghiệm và xác định sớm các ổ dịch. Tình hình tương tự xảy ra ở Anh. Cả hai có vẻ lúng túng hơn so với Hàn Quốc hay Đài Loan, những nơi từng có kinh nghiệm đối phó với dịch SARS-CoV-2. Tỷ phú Bill Gates cũng kêu gọi các hãng dược cùng lãnh đạo thế giới phân phối thuốc và vaccine COVID-19 đến những khu vực cần chúng nhất, thay vì các nước trả giá cao nhất. Tại hội nghị trực tuyến về COVID-19 do Hiệp hội AIDS quốc tế tổ chức hồi tháng 7, ông Bill Gates phát biểu, nếu chỉ dành thuốc và vaccine cho những người trả giá cao nhất, thay vì người cần chúng nhất, nhân loại sẽ đối mặt với một đại dịch dài, bất công và chết chóc hơn. Các nhà lãnh đạo nên quyết định vấn đề khó khăn này dựa trên sự công bằng, chứ không phải yếu tố thị trường. Vị tỷ phú Bill Gates cũng ca ngợi nỗ lực của các nước trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ HIV trên X 2 thập kỷ trước, khi nhiều nhà lãnh đạo hợp tác với nhau để cung cấp thuốc tại hầu hết các khu vực trên thế giới, bao gồm châu Phi. Ông cho rằng đây có thể là hướng đi hiệu quả trong công tác phân phối thuốc điều trị COVID-19. Tín dụng kích từ đầu, suy kiệt vì dịch bệnh, doanh nghiệp không mặn mà vay vốn dù lãi suất đã giảm mạnh. Tính từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã có 3 lần giảm lãi suất tới mức thấp kỷ lục nhưng tín dụng 7 tháng năm 2020 chỉ tăng 3,45% so với mục tiêu cả năm 2020 là 11-14%. Con số này tạo áp lực rất lớn cho nửa cuối năm này.
Nhiều chuyên gia cho rằng dù lãi suất